Chị Nóng mến chào các em. Hôm nay chị Nóng sẽ hướng dẫn các em làm một bộ váy dạ hội màu đen cho búp bê Barbie của chúng ta nha. Như vậy thì búp bê Barbie của chúng ta sẽ rất là lộng lẫy với bộ váy màu đen dạ hội này. Nào, đầu tiên chị Nóng sẽ chuẩn bị một cái miếng vải, vải thừa, vải vụn chị Nóng xin được ở các tiệm may đồ đó. Rồi sau đó chị sẽ có thêm hai miếng ren đen nữa ha. Hiện giờ chị Nấm đang tiến hành đo kích cỡ cho búp bê. Chị xin được một miếng phấn nho nhỏ, chị sẽ làm dấu. Thì ở đây mình có thể làm dấu tới hai lần lận em, để có thể canh đến khi nào vừa ý thì thôi ha. Rồi ở đây chị sẽ làm cái thân trong của cái đầm. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu. Rồi chị đánh dấu ở hai vị trí để thuận lợi cho chúng ta thực hiện phần áo phía trên và phần đầm phía dưới. Rồi sau khi chị đo xong thì bây giờ chị sẽ tiến hành may những cái vật liệu để có thể dán chặt vào cũng được, nhưng mà để dễ dở ra dở vô dễ thay đồ trước bê, nên chị Năm quyết định là may với băng dính. Rồi bây giờ chị Năm sẽ xỏ kim ha. Các em biết xỏ kim chưa? Xỏ kim không có đơn giản đâu nha. Chúng ta phải cẩn thận từ từ. Rồi bây giờ chị đã xuyên qua được cái lỗ kim rồi đó. Em sẽ cắt đi cái phần chỉ của mình sau khi mình cảm thấy nó vừa đủ rồi, đừng quá ngắn nha. Rồi chị nắm đang xoắn lại một đường xoắn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt bớt đi phần dư thừa để tránh cho nó quá dư và giờ nó không được đẹp ha. Rồi để xem nào, giờ chị sẽ bắt đầu canh và chúng ta sẽ tiến hành may cái nó dính vào. Chị đang rất là phân vân, quên mất tiêu rồi, không biết đâu là phần ngực và đâu là phần mông nữa. Chúng ta sẽ cứ may đi cứ đối gạch và nữa mình sẽ uống lên người phút ba mình ha. Chị thấy phần này hơi dư cho nên chị cắt bớt để tránh khi mà vướng víu tay của chúng ta. Trên và một phần dưới để cho búp bê chúng ta dễ thay đồ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo hai phần này ra, chúng ta sẽ đính vào phần áo của mình. Nào chúng ta xem thử xem coi mình sẽ bắt đầu với mũi cơ kim như thế nào ha. Tuy nhiên các em nhớ là mình phải xem coi cái mặt này là cái mặt nó sẽ lòi ra bên ngoài phần váy áo, thì chúng ta không nên để lộ cái phần băng dính ra ha. Chúng ta sẽ nằm nó lẫn bên trong. Rồi chị Nóng làm ở đây là làm sơ bộ thôi, do đó chúng ta không nhất thiết là phải quá chi tiết cẩn thận ha. Khi mà chúng ta may sơ bộ rồi á thì chúng ta có thể sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa lại đường may mũi chỉ cho nó đẹp hơn. Còn nếu bạn nào vội vàng một tí thì cũng có thể may giống như chị Nóng rồi đó. Chị Nấm dự kiến là chị Nấm may xong phần lô thì chị Nấm sẽ ra nhà cô may đồ đạp giúp chị Nấm vai đồ cố định lại phần thân áo, phần váy áo, phần tùng áo để cho nó thật là đẹp và sử dụng được lâu nữa. Rồi các em thấy là chúng ta đi từng mũi một chứ chúng ta cũng không có nhanh chóng đi nhiều mũi được, vì chúng ta chưa quen là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhiều khi tay của chúng ta còn yếu lắm. Ở bên trên hồi nãy là những cái áo mà chị Nấm từng làm đó. Làm xong rồi chị Nấm đi đạp lại một đường chỉ một lần nữa cho đường chỉ thật là đẹp. Trong con số những cái áo đó, chị Nấm làm cũng những cái áo chị Nấm để luôn như vậy luôn, để luôn đường chỉ luôn để xem con có thể rút được kinh nghiệm gì hay không. Giống như chiếc áo búp bê đang mặc là chị Nấm để luôn đường chỉ đó em. Rồi đó, bây giờ chị đang đến những cái khâu hoàn tất để khâu nốt những cái gì mà nó cần thiết cho một băng dính phải dính vào cái áo em ha. Mấy em nghĩ việc may vá có khó khăn không?
Chị nó nghĩ nó cũng không quá khó. Chúng ta có thể may cho đẹp. Xem coi, chúng ta ướm lên người búp bê xem. Vì nãy chị có nói với em á, là chị đi quên mất, không biết nó là phần ngực hay là phần mông nữa, đúng không nào? Rồi, chúng ta nên ướm lại ha, để không bị nhầm lẫn. Vì phần ngực và phần mông của cô này cũng gần gần như nhau rồi đó. Wow, chà chà chà, rõ ràng đây là phần mông rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đem đắp xuống phần mông, và chúng ta sẽ đo lại phần ngực nha, xem coi có cần điều chỉnh gì hay không. Vì đây là chất liệu vải thun, cho nên là đôi khi cũng có xê dịch chút ít đây mà. À đây, đúng là phần mông rồi đó em. Thế thì chị nó sẽ tiến hành đo lại, không sao cả. Mọi thứ mình cứ phải bình tĩnh, làm từ từ thôi. Mình không có cần thiết là phải làm thật là nhanh. Nếu làm sai thì mình làm lại thôi, để mình tập và sau này mình có thể làm được ngày mới hay hơn, thú vị hơn. Biết đâu chừng sau này các em chỉ làm nhà thiết kế thời trang giỏi ơi là giỏi, em được nhiều sản phẩm lạ và đẹp mắt thì sao. Và bây giờ chị nắm lại tiếp tục lấy một cái sợi chỉ khác ha, vì chỉ chúng ta đã hết rồi. Và chúng ta tiếp tục sau kim nha. Các em đừng bắt chước chị nắm nha. Rồi sau kim vừa cầm miếng dính như thế này thì nó sẽ không thuận lợi tay lắm đâu. Rồi, mọi người chị nắm cũng quen việc này rồi, cho nên không có khó khăn đâu. Chị nắm lại tiếp tục đi tiếp theo những cái phần cần thiết để tránh dính vào cái phần thân áo. Nhưng chị nắm lại mất lại cho nó lên đó. Nghe coi chừng nha. Nào, ồ, chị nắm lại bị bướng chị. Bây giờ làm sao để xử lý đây? Nhớ, bướng phần nào thì chúng ta sẽ lôi phần đó ra. Bút nó lại thôi, không sao cả. Đừng vội vàng lấy kéo cắt đi hết. Nếu như đang là thay thế thì chúng ta sẽ không lấy được nhiều việc đâu. Bây giờ thì chị lại nhắc cho em một câu chuyện, đó là khi mà em làm đó, em hãy nhớ là cái băng dính của chúng ta, cái mặt nào là cái mặt sẽ phô ra ngoài ha. Tránh trường hợp mặt băng dính lại lòi ra ngoài thì nó rất là xấu. Rồi, và đường kim mũi chỉ của chúng ta khi mà liên quan đến phần băng dính thì bắt buộc là nó sẽ phải nó hướng ra phía bên ngoài của cái áo đầm của búp bê của mình đó em. Rồi, đến phần cuối cùng rồi, chị Nấm sẽ làm nốt phần còn lại của miếng băng dính. Chị vẫn phải cẩn thận vì coi bộ, nếu như không cẩn thận thì áo của chúng ta sẽ rộng thùng thình nha mà xem. Rồi, lần này thì chắc là không thể nào trật vào đâu được ha. Vẫn phải kiểm tra lại xem mình làm có đúng mặt hay không lắm em. Tùy thuộc vào miếng băng dính mà chúng ta sẽ lật mặt trái hay mặt phải ha. Nếu như mà cái bề sần xuôi thì nó sẽ bằng cái mặt ngược lại lắm em. Rồi,
tay rồi. Chị nấm làm liên tiếp luôn, không phải làm từng mũi một như lúc nãy nữa. Xong, tan tan, xong rồi. Bây giờ bước tiếp theo có lẽ là mình phải chính thức ướm vào cho búp bê Barbie của mình thôi, nhưng cũng phải cắt bớt đi một số phần thôi mấy em ha. À chà, còn một mũi vài mũi nữa, do lúc nãy chỉ của chị nấm bị hết rồi nên chị nấm phải tiến hành xỏ kim tiếp nè. Wow, rồi rồi, ok, xong tan tan, mình sẽ xong đây, xong ngay đây. Hồi hộp quá, em có hồi hộp không? Chị nấm vẫn chờ đợi nhất là cái phần mà chúng ta sẽ ghép cái từng áo vào. Búp bê Barbie của chúng ta sẽ thật là lộng lẫy cho mà xem. Cô búp bê này á, là họ hàng của búp bê Barbie, cũng thuộc dòng búp bê Barbie đó. Có điều là cô búp bê này là chị nấm chuyên dùng để may đồ, để ướm đồ. Rồi bây giờ chúng ta xem thử thôi, này búp bê của chúng ta như thế nào thôi. Chị thiết nghĩ là hồi nữa mình đang làm mình cũng phải tháo cái bộ đồ này ra, vì nếu như không tháo bộ đồ này ra chúng ta sẽ không biết chính xác kích cỡ nó phù hợp hay không mấy em ha. Wow, có vẻ vừa khít rồi, thì chúng ta chỉnh lại một số thao tác nữa ha. Hoàn chỉnh rồi đó mấy em. Vậy nếu như mấy em mà chỉ đơn thuần muốn một chiếc váy đơn giản thì mấy em cũng thể làm giống như thế này, giống như chị nhóm nấm vậy đó. Rồi vậy ở đây với khúc này, nếu như mấy em muốn thì có thể dùng kim hay chỉ để chúng ta may lại ha. Giống như lúc nãy chị nấm có thử gấp mép cho tụi em xem. Nhưng còn nếu chúng ta không thích nữa thì chúng ta dùng kéo cắt hẳn đi ha. Rồi bây giờ chị nấm sẽ lấy kéo cắt hẳn luôn. Rồi, tuy nhiên cắt thì cũng phải lưu ý em ạ. Đường cắt nè, rồi cắt làm sao đừng để lộ ha. Đó, thấy không, chị nấm đã làm nó hơi lộ ra bên ngoài một tí, nhưng mà không sao, bởi vì đây là một cái chất liệu dễ chịu, đó là thun, cho nên chúng ta có thể nhích lên một chút để chúng ta làm cho búp bê Barbie của chúng ta chiếc váy vừa ôm sát mà vừa thật là đẹp nè. Đây là miếng ren chị cũng thu thập được ở tiệm may đồ đó, cũng phải năn nỉ mãi cô ấy mới cho chị đó. Rồi bây giờ chị sẽ dùng kim chỉ khâu ở phần trên. Ý kiến của chị lúc này đó là mình sẽ dùng kim chỉ rồi xếp tùng lại nè, để cho nó có thật là nhiều cái phần xòe, miễn sao phần xòe của mình càng nhiều càng tốt. Chúng ta sẽ thấy cái tùng của cái đầm của mình rất là đẹp. Một cách khác có thể làm tùng đó là các em có thể cho búp bê Barbie của mình thêm một lớp nữa thì nó sẽ ra được một cái váy rất là lộng lẫy, với cái tùng xòe ra bên ngoài giống như phim truyện mà chúng ta thấy vậy đó. Ở đây chị nấm sẽ dùng cách thứ hai, đó là cách mà chúng ta sẽ sau khi khâu xong chúng ta sẽ rút chỉ lại, hoặc là chúng ta sẽ gấp nếp ngay từ lúc đầu. Em thấy đó, chị có thể nâng ở phía trên nè, hoặc là để phía dưới phần hông, phần eo, để chúng ta có thể tạo ra cái phần tùng theo ý muốn. Nếu như em muốn làm một cái đầm mà nó xòe ngay từ phần trên thì chúng ta lấy cái phần tùng đang làm của mình đắp lên phần trên của Barbie ha. Rồi chị nấm đang tiếp tục nối phần tùng thứ hai vào. Wow, phần tùng thứ hai này làm có vẻ nhanh hơn cả phần tùng thứ nhất, bởi vì mình đã quen tay rồi. Chị nấm quyết định cho phần tùng nằm ở dưới phần váy, phần hông của Barbie á. Như vậy nhìn nó rất là hay ha, vì váy của mình nó rất là dài. Còn nếu như để lên trên cao phía bên ngực nè thì váy của mình nhìn nó rất là điệu đà, rất là dễ thương. Nhưng mà chị nấm vẫn muốn có cái gì đó nó cá tính một chút, nó đột phá một chút, cho nên chị nấm sẽ chọn ngay một kiểu, đó là đem xuống phần hông, sau đó trang trí thêm cho Barbie ha. Rồi bây giờ chị nấm sẽ tiến hành cởi đồ cho Barbie ra nè. Rồi lần này là chính thức đo lường một cách sát sao, cũng như là lắp phần tùng vào cho nó phù hợp đó mấy em. Rồi chị sẽ đem phần tùng của mình sau khi chị đã siết chỉ lại, chị sẽ lắp vào ha. Các em nhìn nha, đây là phần tùng mà chị sẽ lắp vào đây. Chị siết một chút nè, đó, các em thấy chị siết không? Nếu như mấy em muốn cho phần tùng của mình nhiều tùng hơn, xếp ly nhiều hơn thì em cứ siết vào, thì ngay
ngay lập tức chúng ta sẽ có nhiều phần xếp. Tuy nhiên nhớ chú ý phải dư giả một chút về phần tùng thì chúng ta mới có thể xếp cho nó có nhiều lớp ly nếp ly nha mấy em nha. Rồi để đảm bảo thì chị Nấm sẽ may thẳng lên người của Barbie luôn. Việc may như thế này trên Barbie á, thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của chiếc váy của mình rất là đẹp. Wow, đẹp chưa mấy em? Nhìn thú vị ha. Chị Nấm thích nhất là phần này đó. Rồi nếu như may rồi mà chúng ta vẫn chưa hài lòng về đường may của mình, chúng ta ra có thể nhờ cô may đồ may lại giúp chúng ta đạp một vài đường thôi. Đó, các em thấy cô nàng của chúng ta thật là huyền bí và gợi cảm đúng không? Nhưng mà nhìn đi thì cũng phải ngó lại. Chị Nấm sẽ chốt lại những cái phần chỉ cuối cùng, rồi sau đó sẽ cho nàng thêm một vài cái điểm nhấn trên cái đầm của nàng ha. Rồi cắt nốt phần cuối cùng. Mấy em để ý, chị Nấm bao giờ kết thúc phần may đồ của mình cũng là một cái phần gọi là chốt lại, xiết 2-3 dòng gì đó để cho nó thật là đẹp và nó thật là chắc. Nào bây giờ chị Nấm đang tiến hành trang điểm thêm cho chiếc váy bằng cách chị Nấm lấy một cái đoạn. Đoạn này là đoạn gì ta? Đây là một cái vòng dây đã cũ và cũng đã hỏng rồi, chị xin được của mẹ và chị đem cái vòng dây này nè quấn quanh người của Barbie. Chị có thể may lại được luôn đó, nhưng mà chị thích như thế này hơn vì nó tự nhiên hơn ha. Đẹp không mấy em? Rất là dễ thương đúng không ạ? Rồi dễ thương ghê chưa. Chị thật là cảm thấy ba của chúng ta thật là lộng lẫy khi có thêm được một cái đầm dạo thật là xinh đẹp lắm rồi. Bây giờ chúng ta có thể dùng cách khác nè để trang trí với Barbie của mình ha. Có thể đây dùng làm cái vòng cổ, là do cái phần ngực trên của Barbie của mình đó, nó trống cho nên em có thể dùng những cái vòng cổ dài một chút. Đây chẳng hạn như đây chị chàng phát ngồi hưởng như thế này nè. Nhìn thấy xinh không em? Giống như Barbie của mình có thêm được một cái kim cương lấp lánh lấp lá lấp lánh, thật là hay ha. Rồi bây giờ nếu như chúng ta không dùng cái dây lấp lánh thì chúng ta có thể dùng một cái sợi dây ghi băng nổi thật nổi để làm điểm nhấn cho cái đầm của mình cũng được ha. Nào bây giờ chúng ta xem nha, chị có được một dây ghi băng màu cam, màu hồng, màu trắng. Chị quyết định chọn màu cam. Lần này chị quấn quanh người của Abi, em thấy đó, lộ rõ cái vòng eo của Abi ra và cũng như là lộ rõ được cái tùng mà chúng ta bây giờ đang cố gắng làm. Chị có thể buộc một cái nơ nè, hoặc chị có thể may hẳn một cái nơ đính lên áo của Barbie luôn. Cái nơ làm nhẹ nhàng thôi mấy em ha, nhìn cũng rất là đơn giản và đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt bớt những cái râu, những cái râu nào mà nó bị tua rồi hay là nó không còn được đẹp nữa thì chúng ta sẽ cắt đi. Wow, tuyệt vời không em? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Một chút nữa thôi ha, tránh trường hợp làm cho cái ghi băng chúng ta bị hư hẳn luôn đó. Thấy nào cũng như rồi chỉnh xong rồi, tuyệt vời quá Barbie ơi, bạn có thể đi dự dạ hội với lại mọi người được rồi đó. Tan tan. Nào bây giờ mấy em có thể tự tin và bắt đầu bắt tay vào công việc như chị chưa nè. Xong việc rồi, bây giờ chị sẽ tiến hành tháo áo ra để trình bày sản phẩm của mình cho các em xem ha. Và các em nhớ nghe, chúng ta nếu không vừa lòng với những điều này của mình có thể nhờ cô may đồ đẹp lại giúp một chút nha. Đó, em thấy có tuyệt vời chưa? Giữa những cái áo mà chị nhớ lại cái này, rõ ràng nổi bật không hả?